Xin chào mọi người, hôm nay em sẽ tiếp tục giới thiệu về dòng chiếc máy giặt lồng ngang. Thì bên cạnh em đây đang có một chiếc đến từ nhà Hitachi luôn nha. Các mã sản phẩm là BD100XGV. Còn bây giờ thì hãy khui em nó ra để xem em nó như thế nào luôn nha. Và đây là hình ảnh thực tế của sản phẩm. Và sản phẩm là sẽ có tông màu xám đen luôn nha, có thiết kế là cửa trước lồng ngang luôn nè đó. Có tổng chiều cao là 85 cm, chiều ngang sẽ là 60 cm và chiều sâu sẽ là 64 cm. Cân nặng của em nó sẽ là 73 kg luôn nha. Sản phẩm này sẽ có khối lượng giặt là 10 kg nha. Và tất cả đẩy nhiệt trình ở đây mình sẽ sử dụng là bằng cảm ứng hết, có song ngữ Anh Việt cho anh chị luôn nè. Và được tích hợp lên đó là 14 chương trình giặt nha, mình sẽ xài bằng cảm ứng hết luôn nha. Đấy, mình sẽ ở đây hết và hiển thị trên đây luôn nha. Và ở phía bên trong là sẽ có cho mọi người luôn phụ kiện của em nó, cũng như là một cái dây cấp nước nha. Về phần cái nắp này nó sẽ là bằng nhựa cao cấp này, cho nên nó là rất dễ dàng vệ sinh luôn, hạn chế bám vân tay hết cho mọi người nha. Và bây giờ em sẽ cho mọi người xem bên trong là cái lồng giặt như thế nào luôn nha. Nếu mà trước thì anh chị có thể cũng có thể nhìn vô được nha, nhìn vô được là mình bỏ quần áo như thế nào luôn đó. Ở bên trong thì sẽ có một cái lồng giặt được thiết kế là bằng lớp inox cho mọi người, rất là sáng bóng luôn, hạn chế được như là kiểu như là cái bụi bẩn này với khuẩn này đó, hạn chế tất cả cho mọi người luôn nha. Giặt vệ sinh 60 độ C là sẽ sử dụng nước nóng đến 60 độ C để loại bỏ vi khuẩn này, cũng như là mạt bụi và cái chất gây dị ứng bám cho quần áo, là góp phần là bảo vệ làn da của người sử dụng nha. Với công nghệ là giặt thông minh AI Wash là sẽ sử dụng 8 cảm biến thông minh để giúp máy giặt tự động điều chỉnh chương trình và cũng như là thời gian giặt phù hợp với khối lượng và đặc tính của quần áo, nhằm mang lại một cái hiệu quả như là giặt sạch quần áo tốt hơn nè và bảo vệ được quần áo tốt hơn. Và sản phẩm không thể thiếu đó chính là công nghệ inverter, là có thể khả năng là điều chỉnh vòng quay của máy nén, giúp lồng giặt này hoạt động hiệu quả nè. Từ đó thì sẽ làm sạch lớp bẩn bám cho quần áo mà vẫn mang lại cho mình luôn á là một cái tiết kiệm điện nước đáng kể luôn. Sản phẩm nó được bảo hành chính hãng 24 tháng tại nhà, hàng thì đang có sẵn ở kho điện máy Gia Khang. Anh chị có nhu cầu mua hàng thì hãy cứ liên hệ chúng em qua hotline hoặc website thì sẽ để dưới phần mô tả luôn nha. Còn bây giờ thì cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị luôn nha.